Loài hoa này chính là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, đó chính là cây hoa anh đào. Cũng chỉ khoảng khoảng tầm 3 tháng nữa thôi là đã đến Tết Nguyên đán năm 2023 rồi. Nếu các bạn vẫn chưa tìm được loài hoa nào để trang trí cho khuôn viên gia đình chúng ta thì các bạn có thể tham khảo cái dòng hoa anh đào Nhật Bản này. Hoa khi nở cũng rất là đẹp bạn nhé. Đứng cạnh mình đây là những cây hoa anh đào Nhật Bản trưởng thành bạn nhé. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm gần 4 mét. Đây đều là những cây thoát thân của nó được khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Đường kính gốc thì nó dao động tầm 5-6 phân. Vườn nhà mình thì có rất nhiều cái kích thước khác nhau. Có một loại đường kính gốc khoảng tầm 5-6 phân và một loại đường kính gốc khoảng tầm 8 đến 10 phân. Đấy, cây nào thoát thân cũng rất là thẳng. Đấy, thoát thân khoảng tầm 1m1, 1m2. Đấy, đều là những cây bên mình nhập khẩu nguyên bầu về. Bầu rễ phát triển rất ổn định rồi nên là các bạn trồng nó sẽ rất là đảm bảo. Hiện tại thì cũng đã đến mùa cái cây hoa anh đào này nó hình thành cái rũ nhỏ. Đặc điểm của giống hoa này là khi cây nó nở hoa là những cái lá này nó sẽ thay lá đấy, lá nó sẽ vàng và rụng dần. Đây là cái đặc điểm tự nhiên của cây đấy. Đấy, mỗi chùm hoa thì sẽ có khoảng từ 3 đến 5 cái bông hoa nhỏ kết hợp lại. Đấy, khi hoa nở thì sẽ rất là đẹp, nó cũng nở vào cái dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy thì cũng rất nhiều gia đình lựa chọn trồng cái loài hoa này để trang trí cho cảnh quan khuôn viên sân vườn. Nó đem lại cái sự may mắn, phú quý, tài lộc cho gia chủ vậy nhé. Những cây hiện tại của nhà mình đã bắt đầu hình thành rất nhiều cái lụ nhỏ như này bạn nhé, rất là sai hoa sai lụ. Một cái cây trưởng thành như này phải cho hàng nghìn lụ mỗi liền nước hoa. Đấy, rất là sai hoa, thời gian nở hoa thì kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tháng. Cây thì có cái tuổi thọ cao và sức sống rất là tốt bạn nhé. Những cây trưởng thành thì có nhiều cây có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 10 đến 15 mét nếu mà trong điều kiện sinh trưởng phát triển tốt. Đấy, thì tùy theo cái khuôn viên gia đình chúng ta thì bạn có thể trồng cái cây này, tạo tán cho cây để làm sao nó phù hợp với khuôn viên gia đình mình. Chúng ta có thể giới hạn chiều cao khoảng tầm 3 đến 5 mét. Nếu mà bạn trồng từ cây giống thì sau khoảng tầm 1 đến 2 năm là cây cũng có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 1 mét rưỡi đến 2 mét rồi, cũng giống như những giống đào ta thôi. Đấy, đây là những cái lụ ngủ của nó bạn nhé, mọc từ thân mọc ra như này. Đấy, sau khoảng tầm giữa tháng 12 âm lịch là những cái bông hoa anh đào đầu tiên nó sẽ bắt đầu nở. Đấy, có thấy là rất là nhiều cái lụ ngủ của các bạn nhé, rất là sai hoa sai lụ. Hoa thì là kéo dài khi nở có màu hồng đào. Đây chính là cái hình ảnh của bông hoa anh đào khi nở nhé, hoa nở có màu hồng đào tạo lên một không gian rất là lãng mạn. Các bạn có thể tham khảo cái loài hoa này để trang trí cho ngôi nhà của mình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đấy, hoa nở rất là đẹp bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavườngoclam.com.